Chào các bạn, hôm nay tính chương trình bây giờ sẽ quay trở lại với các bạn trong chủ đề yếu làm khứa nệ. Yếu làm khứa nệ tức là các bạn sẽ đi du lịch thành phố Hà Nội. Sau đây thì các bạn sẽ đọc cùng với mình nhé. Ní nấn kế của bên tăng tảo yếu mà, ní nấn kế của bên tăng tảo yếu mà. Ông có thể làm hướng dẫn cho chúng tôi được không? Tảo yếu là hướng dẫn viên du lịch. Nấn được thôi. Chỉ nhìn cái buổi chia sao chỉ cơ yếu lạn tờ ti phạm hỏi mà. Chỉ nhìn xin ông cái buổi chia sao giới thiệu cho tôi chỉ cơ yếu lạn tờ ti phạm vài nơi để đi du lịch. Chỉ nhìn cái buổi chia sao chỉ cơ yếu lạn tờ ti phạm hỏi mà. Hoàn chèn khú, khứ si khú. Hoàn chèn khú là Hồ Hoàn Kiếm, khứ si khú và Hồ Tây. Yếu lạn khứ nệ, khoa lẻ thiên sứ chen câu mà. Yếu lạn khứ nệ đi du lịch Hà Nội khoa lẻ thiên sứ chen câu mà thì mình dùng khoảng độ 2 ngày câu mà có đủ không? Yếu lạn khứ nệ khoa lẻ thiên sứ chen câu mà lẻ thiên chỉ nâng yếu lạn chỉ có chủ yếu của thi phạm lẻ thiên cho 2 ngày chỉ nâng chỉ có thể yếu lạn chỉ có du lịch vài nơi chủ yếu của thi phạm mà vài cái nơi chính thôi. Lẻ thiên chỉ nâng yếu lạn chỉ gợ chủ yếu của thi phạm. Chúng ta xem trước yếu lạn tham quan ý xe một chút sư lũng bạc vòng quanh thành phố. Chuyên đội bố quản xem trai khai phạm mà. Chuyên đội bố quản bảo tàng quân đội xem trai hiện nay khai phạm mà có mở cửa không ạ? Chuyên đội bố quản xem trai khai phạm mà xem trai khai phạm bây giờ nó đang mở cửa đó. Là cứ ý mài tao tạo yếu thú nào ở đâu cứ ý mài tao có thể mua được tạo yếu thú tức là cái bản đồ du lịch. Là cứ ý mài tao tạo yếu thú trai nạ ở đằng kia kia chỉ nhìn bà khứa này để lịch sử chia sao ý xe. Chỉnh nhìn xin ông bà khứa này để lịch sử chia sao ý xe giới thiệu một chút về cái lịch sử của Hà Nội cho chúng tôi. Khứa ý á chú Hồ Chí Minh lính mụ đi đến cái lăng của Hồ Chủ tịch yào chẩu tua chán sứ chen phải đi mất khoảng bao lâu thời gian san cơ xảo sứ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ chứ cơ cung nguyện chào sứ mơ mình chữ chứ cơ cung nguyện cái công viên này chào sứ mơ mình chữ tên nó là gì vậy chứ cơ cung nguyện chào sứ mơ mình chữ Hòa Bình Công Viên. Hòa Bình Công Viên tức là công viên hòa bình. Mến phiêu tô xả chén mến phiêu giá vé vào cửa tô xả chén bao nhiêu tiền mến phiêu tô xả chén 20 vạn 200 nghìn yuê bì tiền Việt 20 vạn 200 nghìn tiền Việt. Chức chi nhen trạng trên đá mải đơn chức chi nhen trạng tức là cái huy hiệu kỷ niệm này trên đá mải đơn mua đâu vậy chức chi nhen trạng trên đá mải đơn trên thống chân sư trạng trên thống chân sư trạng mua chỗ chợ Đồng Xuân đấy. Chư chư cung điện sư sấy đơ chư chư cung điện cái công cung điện này sư sấy đơ là của ai vậy chư chư cung điện sư sấy đơ sư Quang Trung Hoàng đi ạ cung điện là của vua Quang Trung đấy sư Quang Trung Hoàng đi đơ chư sư là cái chào đại của kiến trúc chư sư đây là cái chào đại của kiến trúc cái kiến trúc của triều đại nào vậy chư sư là cái chào đại của kiến trúc Trấn Trào, nhà Trần đấy, Trấn Trào. Chư chú quỷ thả sư sớm mơ sứ hô chiên trao đó. Chư chú quỷ thả sư sớm mơ sứ hô chiên trao đó. Thì cái tháp rùa này là nó được xây dựng vào khi nào? 1836 年, năm 1886. 1836 年, trại của chữ chiên cứ y trao xiang mà. Ở quốc tử giám, trại của chữ chiên cứ y có thể trao xiang ma chụp ảnh được không? Trại của chữ chiên có thể trao xiang ma có thể à được thôi. Chúng ta trao xiang, lưu kể chi nhiên bạc.
Dám mận chúng mình trai trơ ở nơi đây trao trang xem chụp một bức ảnh liếu kể chi nhen bảo để giữ làm kỷ niệm nhé. Dám mận trai trơ trao trang xem liếu kể chi nhen bảo. Trên đây tiếng Trung .vn vừa hướng dẫn cho các bạn chủ đề đi du lịch Hà Nội, tức là yếu là khứa nền. Sau đó thì các bạn sẽ xem đi xem lại cái này và đọc đi lại cái này khoảng 2 lần, sau đó tự làm lại một cái clip về yếu là khứa nền. Các bạn có thể dựa vào cái sườn của tôi hoặc là tự mở rộng ra mỗi cái từ điển Việt Hán của các chưa bao giờ này thì các bạn để mở rộng thêm từ theo ý các bạn để tạo ra một cái dàn hình nó khác biệt hơn một chút. Sau đó thì vẫn là làm một cái clip up YouTube gửi lên cho vào nhóm Facebook của tiếng Trung.vn và tôi sẽ lại chữa bài và chấm điểm cho các bạn. Ngoài ra vẫn cần có một bài viết tay về chủ đề yếu là khứa nền. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.